nay là nhà mình sẽ đi đi ra cái công viên mà vừa trước cái lúc mà mang bầu vừa 8 tháng á. Ở đó có chụp một buổi ảnh đấy rồi, trước lúc mang bầu rồi. Bây giờ hôm nay là sẽ chụp 4 tuổi rồi đến 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi. Nhà mình tính là mỗi năm sẽ chụp ảnh ở đó một lần để sau này làm kỷ niệm á. Mọi người xem không tuổi phương án mà tóc dài chưa? Okay. Con xoay tay trở đấy, xoay tay bay 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 tóc đấy. Mọi người thấy chưa được một tuổi mà tóc dài chưa? Đây là giọng mẹ rồi. Giọng mẹ Mia rồi. Mình tại công viên anh nha mọi người, nhưng mà vừa đang ngủ cho nên là đợi vừa dậy xong rồi lại đi. Nãy giờ ngủ cũng được hơn tiếng rồi đó. Thế này sao mà mới xin nữa mà mới xin. Ừ. Nhé. Công viên này là khá là rộng nha mọi người ạ. Khá là rộng. Hôm nay là ngày thường nhưng mà cũng đông người phết. Thứ bảy chủ nhật thì ở đây là kiểu người luôn đây. Ở đây cái gì có luôn ạ. Ở sau này là cái nhà vệ sinh này. Ở hai bên là có ba cái máy bán nước. Và thêm một cái máy bán kem. Chỗ chơi cũng khá là rộng. Mỗi tối công viên này nằm trên núi ạ. Đi khá là xa, chạy xe mới tầm 20 phút từ nhà lên đấy. Gì nè? Màu xin lắm. Anh đi cắt tôm mắm ạ. Cái công viên này khá là ok mọi người ạ. Có nhiều chỗ chụp đẹp, có tôi đi xin, có cái bản nước, có cái bản kem. Nhưng mà mỗi tuổi là hơi xa cho nên là cũng nhiều người tới quá. Hôm nay có một cặp tới chụp ảnh cả ảnh cưới nữa mà tới có tí xong về. Nặng quá, hôm nay nặng quá, nặng cực kỳ luôn đấy. Nhìn phua sao kìa, nhìn phua. Mama. Phua này bị mẹ mặn cho nên là bây giờ nhìn chặn đời chưa. Đấy, chặn đời chứ không thèm cười, không thèm nói gì luôn. Đấy, video hôm nay là chỉ tới đây thôi. Một video làm kỷ niệm thôi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video sau. Bye bye.